Hello anh em nhé, thì hôm nay bên em lại trả hàng một con máy Super cộng cho anh khách hàng ở ở trong để mình xem lại địa chỉ của khách nhé. Thì anh này ở IA3 Gia Lai nhé, thì anh có đặt bên em một máy Super cộng 2023 bản mới nhất. Thì hôm trước mình có làm video về bản Super cộng mới nhất, nhưng mà hôm đó nhà máy đã in nhầm logo là 24 feet, thế là em đọc nhầm là 24 feet. Thế nhờ anh em hỏi em là sao bên anh Super cộng 24 feet, em thì em lại không đếm lại số feet nên là hôm đấy là bị nhầm nhá. Thì mình xin thông báo lại là mẫu Super cộng 2023 thì nó chạy tổng cộng 30 feet nhá, hai biến áp E55 này. Đấy, bây giờ là đây là mẫu mới nhất nhá. Thì bên em hôm nay lại về hàng tiếp tiếp tục để cho anh em lựa chọn nhá. Thì đây là mẫu đánh thuyền tầm trung và chuyên đánh cá trắng và đánh tổng hợp rô phi rất là ngon nhé. Đấy thì nó chạy hẳn hai biến áp này, một cuộn cảm E55 này, hai SCR này, tụ băm thì nó chạy tổng cộng là 4 tụ băm nhé, 2 tụ 8 và 2 tụ 6 này. Thì máy chạy tụ ECOP 450V 560mm nhé. Thì ở đây cái tụ này thì em yêu cầu bên nhà sản xuất là phải dán cho em cái tem ở bên trên này, cái chống chống rò điện ra vợt nhé. À quên, ra vỏ nhé, để không may mà tụ nó có bị làm sao thì nó sẽ không bị rò điện ra vỏ, rất là an toàn cho anh em khỏi bị giật nhé. Thì máy chạy toàn bộ là feet nhỏ anh em nhé, mỗi bên 15 feet, tổng cộng là 30 feet nhỏ, hai dơ le và tổng cộng là 5 tụ lọc nguồn đầu vào. Đấy, xài diode feet nhé, đấy 4 diode feet này, hai SCR cỡ lớn. Thì kẹp đồng nhá, cái kẹp này là không phải kẹp mạ đâu, kẹp này bằng đồng thật luôn. Đấy, cam kết cho anh em không bao giờ gỉ, nếu mà bị gỉ bị gỉ thì anh em gọi điện lại cho mình tặng cho anh em bộ kẹp nhé, không bao giờ gỉ cái kẹp này. Đấy, đảm bảo uy tín đấy nha. Và đi kèm theo máy thì sẽ có một cổ bắt tay đi kèm nhé. Đấy, mình sẽ thử tải và hướng dẫn anh em chỉnh cái máy Super cộng này nhé. Thì so dòng Super cộng này với dòng Cricket V2 VIP này, với những cái dòng công suất lớn ấy, thì con này nó ăn điện nhẹ hơn những cái dòng công suất lớn. Thì phù hợp anh em đi bình từ 70A đến 100A đổ lên nhé. Đấy, thì anh em nào có nhu cầu quan tâm thì liên hệ với bên em Thủy nhé. Đấy, máy này thì em đắp mạch đắp nước đầy đủ rồi, đấy, giờ chỉ có gửi đi cho anh như thôi. Tần số đánh, thông số đánh này, đầu tiên là 100 này, à đây không, 90 đánh vợt nhá, mình chỉnh đánh vợt trước này, 90 này, 73 này, 28 này, để chọc vợt nha. Thì anh em chỉnh xong là nếu mà muốn nó nhớ cái chế độ mình vừa chỉnh ấy, thì anh sau khi anh em chỉnh xong này, cái công tắc ở bên dưới là số 1 này, anh em bật sang số 0 này. Đấy, rồi quay lại số 1 là nó nhớ nhá. Đấy, là nó đã nhớ cái chế độ mình vừa chỉnh xong. Bây giờ mình muốn chỉnh ở cái công tắc số 0 tiếp theo. Đấy, đây nha. Thì mình lại bật công tắc sang số 0. Bật sang số 0. À, ok cho anh em. Và mình chỉnh cái tần số mình muốn lưu nhá. Đây em chỉnh là 100 này. Đấy. 73 này. Và 40 nhá. Đây anh em nhá. Chỉnh lên 40 nhá. Thông số em muốn lưu tiếp theo này là thông số đánh vợt này, 173 và 40 này. Đấy, bật sang số 2 này. Quay lại số 0 thì nó đã nhớ rồi nhá, đã nhớ cái chế độ mình ấy này. Tiếp tục chỉnh chế độ số 2 này. 60 100 và 15 để đánh cá an tâm, đánh bỏ mồi, đánh chọn điểm. 60 hoặc 55 đều được, tầm 55 cũng được. Đấy, 55 nhá. Quay lại số 0. Đấy, quay lại số 2 thì nó đã nhớ cái chế độ này rồi nhá. Ok chưa anh em? Thì lần sau đi đánh là anh em chỉ kẹp bình vào, anh em ấn cái công tắc bên dưới này là nó sẽ chỉnh được theo cái chế độ mình ấy, mình không cần phải cứ mỗi lần đi đánh mình chỉnh lại. Đấy, như này rất là hay nhá. Ok anh em, thì mình sẽ thử máy cho anh em nghe tiếng máy nhá. Super cộng mình tải 3000W, có bóp tay đi kèm. Đấy, thử này, hai quả làm mát nhá, bấm còi anh em nghe tiếng máy nhá. Đấy. Đấy, anh em thấy chưa, bóng sáng quắc nhá, nó đang chạy 3000W tất cả. Đấy, đây là thông số đánh cá trắng nhá, đánh cực kỳ tiết kiệm điện. Nếu mà so với những dòng V2 và những dòng công suất lớn thì máy này đánh tổng hợp rất là ngon. Đấy, chuyên đánh cá trắng này, chỉnh tiếp một thông số nữa đánh cá trắng nhá, bật
sang công tắc số khác này. Đấy, nó lại băm kiểu khác này. Đấy, chuyển tiếp này. Đây, đánh cá an tâm đánh bỏ mồi chọn điểm nhá, bấm cò này. Đấy, cò đầu cứ giã ở sâu thì cũng phải giã tầm chục giây. Đấy, hơn chục giây. Đấy, nhả cò ra này, xong lại nhấp lại này, nhấp lại này. Nhấp nhanh tay nhá. Đấy, xong lại đệ một cò dài này. Đấy, chờ cá nổi nhá. Cá ở sâu thì tầm khoảng phút hơn phút nó mới lên cho anh em ạ. Rất là ok nhá. Tiếp theo nhá, thì thông số để mà đánh rô phi con này ấy, thì anh em chỉnh cho mình là nếu mà anh em nào muốn quất rô phi này, chỉnh cái này lên tầm khoảng 145 này. Muốn vụt rô phi nhá, chỉnh lên 145 này. Đánh rô phi ở sâu nhá. Đây là thông số đánh rô phi tầm 3 mét nước nó vẫn bật được nhá. Anh em chỉnh 145 này, 58 này và 20 nhá. Đấy, ok bấm này. Đấy, dạ rất căng luôn. Rô phi đều được nha, mình đậy cái nắp vỏ vào ấy thì cái tiếng máy của nó sẽ đanh hơn rất là nhiều, tại vì khi mà nó có có cái nắp vỏ ấy nó sẽ được cộng hưởng cái âm thanh nó kín ấy thì tiếng máy nó sẽ vang hơn nhá. Thử cho anh em nghe nhá. Đây. Đây, đợi lại nhá. Máy thì em bán vào bảo hành uy tín cho anh em. Đấy, từ từ anh em chờ em tí nhá. Đây anh em nhé, thì em đậy nắp vỏ xong em bấm anh em nghe tiếng máy nhá. Có nắp vỏ tiếng máy cực kỳ đanh luôn. Đấy, anh em nghe thấy không? Phê không? Đấy. Bên nhà em ấy bán máy ra toàn máy chất lượng, đảm bảo anh em vậy. Nếu mà máy nào đẻo không bao giờ bán. Đấy. Uy tín luôn, chứ em mà làm mất uy tín thì em không bao giờ lấy lại được uy tín. Nên em chỉ xác định được làm những cái máy nào ngon, đánh hiệu quả thì giới thiệu đến anh em, thì anh em có thể tham khảo nhé. Đấy. Ok anh em nhé, cảm ơn anh em đã xem video của em nhé. Chào anh em.